147 天, ngày 147. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Phải à, vậy mình cũng về ký túc xá đây. 是啊,那我也回宿舍了. 是啊,那我也 回宿舍了。是啊,那我也回宿舍了。是啊,那我也回宿舍了。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Sau này còn nhờ bạn giúp đỡ nhiều. 以后还请你多多帮助。Được, quyết định như vậy đi. 好, 一言为定. Học ở trường đại học nào? 在哪所大学读书? Ồ, hóa ra là vậy. Ồ, 原来是这样. Nhận được rồi, với nghĩa nhận được điện thoại. 接到了. Mình cảm thấy nên dùng. 我觉得应该用. Nhận được lời mời kết bạn chưa? 收到好友申请了没有? Lần sau đổi mình mời bạn. 下次换我请你. Chưa từng uống qua đồ uống ở chỗ này. Mấy khơ của trợ lý đã yến phỉn. Giá cả lại rất hợp lý. Giá cả yêu hẳn hợp lý. Mời từ từ dùng. Chính mạng dùng. Có cần ăn đồ ngọt không? Yào bù yào chứ thiền phỉn. Buổi sáng đi. Sáng ngủ chứ. Là làm cái gì vậy? Sì zuò shěme de? Có dự định phát triển ở Việt Nam hay không? Đá bù đá sàn zài Yuè Nán phát triển. Về đến nhà. 回到家. Lúc nào về lúc đó đi. 什么时候回来什么时候去. Luyện tập nói tiếng Trung. 练习讲中文. Từ lúc vừa bắt đầu đã học như vậy rồi. 从一开始就这样学了. Từ ngữ chuyên ngành. 专业词语. Ở ký túc xá trường. 住学校宿舍. Đến lúc đó. 到时候. Mấy hôm nay? 这几天? Đã 5 giờ rưỡi rồi. 已经5点半了.
Mình phải về đây. Mình phải về rồi. 我得回去了. Thời gian qua nhanh thật. 时间过得真快.